Ok luôn anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại nhá. Rồi ôi. Đây, tập hôm trước là tôi đã gọi là cật gọi là cật lực để gọi là tìm đường để đi lên được cái ấy ở đây. Đấy, xong xong một hồi tôi cố gắng tìm, tôi không tìm được đường anh em ạ. Đấy, không tìm được. Thế là tôi đào một cái lỗ của cái lâu đài xong rồi chui qua, xong tôi đã đặt lại cái cục cái vào nó vào đúng cái lỗ rồi. À, về cuối cùng tôi đang trên mặt đất rồi anh em. Để tôi chạy theo ra thăm thăm xương thử xem xương có đang khỏe không anh em ạ. Xương đâu rồi? Kia rồi. Đây này. Ê, xương chạy qua đi ngủ với xương cái anh em ạ. Đó. Hỏi thăm xương. Không biết xương có đói không anh em ạ. Xương. Mày còn nhớ tao không, xương? Chắc là nhớ lắm. Rồi. Trông buồn kìa. Nhớ không? Cho ăn này. Tôi cho nó ăn một củ cà rốt vàng các bạn. Ăn đi. Ôi, thích chưa kìa. Trái tim kìa. Anh ngủ nhá. Đấy, ngồi canh cho anh ngủ đấy. Từ từ tôi nhảy canh các bạn. Một, hai, ba. Ok các em. Rồi. Thôi anh lại phải đi có việc xương nhá. Ở nhà ấy nhá, ngoan nó buồn quá thì không ăn táo luôn kìa. Buồn chán ăn chán uống luôn kìa. Này. Cho em cà rốt vàng đấy, nhớ ăn nhá. Cho một cục thôi. Đấy. Đấy, cho tí thịt là nhớ ăn nhá, cho cá đấy, nhớ ăn đấy. Ok. Tôi sẽ bây giờ tôi phải đi đào đá các bạn. Cần làm cái lò nung. Mà Sương Sương cầm cái lò nung của mình không ta? Có không? Có anh ạ. Sương cầm toàn gì ý? Cuốc này sẻng ấy, thôi cầm cái cuốc đi anh ạ. Biết biết nó chỗ cần cuốc ấy. Ừ, tránh cái Sương này. Sương to quá béo không có cho tôi đi luôn ấy. Rồi ok. Mình sẽ phải đi tìm một cái hang động để mình đào đá. Tôi cần có đá để tôi làm được cái lò nung là cái furnace đấy. Đó. Sau khi mình đã có được cái lò nung rồi thì mình có thể nung được cái sponge ướt này này đó, mình nung cái sponge ướt này nó thành sponge khô. Sponge khô là mình có thể hút được nước đấy. Tìm một cái hang động anh em ạ. Sau mình sẽ đào đá. Xung quanh đây có cái nào không? Ui, cái khu tuyết này đẹp nhỉ. Đây rồi anh ạ, vừa nói cái có ngay. Nói chung là mình cũng phải cần kha khá đá thì tôi nghĩ là mình cần thôi dùng cuốc để đào cho đỡ phí đi anh em ạ. Chứ anh em nhìn thấy cuốc kim cương của tôi nó sắp hỏng rồi này, phí quá. Đó. Tôi nghĩ là mình cũng phải cần kha khá đá đấy anh em ạ. Bởi vì là mình đâu chỉ làm một cái lò nung đúng không? Tôi muốn làm tầm bao nhiêu cái ra? Để tôi tính xem nào, 5 cái đi. Thôi 5 cái hơi nhiều, 3 cái đi. 4 cái đi. 4 cái lò nung anh các bạn. 4 cái. 4 cái là 4 nhân 8 là bằng 32 đúng không? Yeah. Bao nhiêu rồi? Được 31 rồi. 32 đủ. Đủ rồi, đủ rồi. Để tôi craft thử xem đủ chưa. Furnace đây rồi. Vừa nhắc cái có ngay furnace, ok. Có 4 cái là đủ luôn rồi đấy anh ạ. Đủ rồi, đủ rồi. Đi rồi anh ạ. Thôi nói thật là cứ đào thêm một chút đi anh em ạ, chung là thừa còn hơn thiếu đúng không, thừa còn hơn là đủ. Đào thêm một tí nữa đi đúng không, biết đâu chốc nó vào kim mình lại cần đào thêm tầm mười mấy cái nữa là được. Ok ok tôi uống tí nước anh em nhé, nhanh nhanh chứ không nó hết cái thuốc cái thở của mình mất. Ấy à, ngon. Ok. Thuốc thở có bao nhiêu? Chỉ con có 1 phút rưỡi thôi anh em ơi. Nhanh nhanh phải xuống nhanh để mình còn lợi dụng cái thuốc thở, vì tôi hết thuốc thở rồi mà. Tôi có mất 3 cái thuốc rồi. Tôi uống hết cả 3 cái rồi. Bây giờ là mình phải chọn phòng này.
Tuy nhiên là mình còn chưa có làm được cái từ từ anh ạ, phải 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 bình tĩnh này, đừng vội. Đây thì có một cái rất là hay, đó là mấy cái rêu này. Thì anh em có biết là mấy cái rêu này nó có cái gì hay không? Đó thì mình cứ chặt bên dưới cái ngọn này, thì mình cứ chặt bên dưới cái đáy của nó này, thì mình sẽ làm được một đống rêu nó trồi lên bên trên, hay lắm. Đó đó, cứ như súng máy đúng không? Ui ôi, trông cảnh tượng đẹp không anh em? Quá đẹp. Ơ kìa, trông con cá heo nó cứ nghịch nghịch mấy cái này này. Hello em. cái đống rêu này là hay lắm. Trước này tôi chưa có làm một cái gì nữa với cái đống rêu cho anh em xem đúng không? Cái đống rêu này cực hay anh em ạ. À, từ từ cho tôi cố gắng tôi nhặt nốt hết mấy cái rêu này đi. Rồi, rồi. Được được nhiều chưa? Được cũng được. Ôi chết cha rồi, giày cái gì đấy? Sao tự nhiên lại ném giày ra? What? Áo của tôi sắp hỏng rồi nha, phải cẩn thận nha. Cái áo kim cương này mà hỏng là phí lắm. Nó hỏng cái là nó mất luôn đấy anh em, chứ nó không giống như cái cánh đâu. Cái cánh thì hỏng cái thì nó sẽ còn giữ lại, thì cái cánh là cái duy nhất mà nó có cái tương tác như vậy đấy. Còn lại cái là hỏng cái là nó mất luôn đấy. Thì đây này, đầu tiên là tôi sẽ được rồi. Đây anh em cứ bình tĩnh em nhá, cứ bình tĩnh. Bình tĩnh sau đó tôi thể hiện hết cho anh em tất cả những cái mà tôi nhập. Đầu tiên cất cái đống cái đĩa này, mình không cần thiết cái đống này. Cất cái hiện tại là cái rêu là mình chưa cần này. Ok, được rồi, mình sẽ lấy cái than ra để mình nung cái spung đã. Than tôi đâu? Đây rồi, may quá tôi có mang than anh em ạ. Một cục rồi. Có mỗi 3 cái spung mà nung bằng than thì hơi phí nhỉ. À cũng được, kệ đi. Ok. Đấy. Bây giờ tôi cũng cần gỗ anh em ạ. Cần gỗ để chốc nữa mình chia phòng. Hay lắm. Để chốc làm cho anh em xem. Cái này là tôi cũng đã tính toán rất là lâu đấy anh ạ. Tính toán rất là lâu rồi đấy. Đấy, mình sẽ nung từ cái spong ướt nó ra cái spong khô. Đó. Nốt cục nữa là xong rồi đấy. Ok. Đào thôi anh em ạ. Ok. Ok, chúng mình cùng quay trở lại dưới hết thuốc thở nhỉ. Hết thuốc thở rồi là bây giờ mình phải làm nhanh đấy. Mình mà làm chậm là mình chết đấy. Chứ là mình cứ chạy trên này một đoạn, sau đó xuống kia thì mình hắng nhảy xuống anh em ạ. Tới chưa, tới chưa? Đây này, đây này. Rồi, xuống à. Lặn xuống à. Bới như cá heo. Rồi tôi chọn cái phòng này. Cái phòng này là một cái phòng nhỏ chứ thấy vẻ to nhỉ. Sao phòng này to thế? Ok, đây tôi chọn cái phòng này trước anh em ạ. Phòng này là nó bị nối với cái phòng này à? À, vậy thì mình sẽ kết nối cả hai cái này lại với nhau đi. Đây, chúng ta sẽ khóa một cái cửa ở đây anh em ạ. Chết cha rồi. Tôi chưa làm cái cửa, từ tôi làm cái cửa đó. Làm nhanh chứ không là mình hết thở được bây giờ này. Ơi, cái gì đâu đấy, thôi. Cút. Dám bắn tôi cơ mà. Rồi, bây giờ thì anh có thể nhìn sức mạnh nó của cái spawn cái này xem này. Đấy, thấy không? Ấn cái là nó hút hết sạch nước luôn đấy. Ghê lắm. Tiếp này. Rồi, đấy thấy không? Rồi ôi. Sức mạnh thần thánh đấy anh em. Này. Đó. Hiện tại là mình có mới 3 cái spawn thôi. Thì mình phải nói chung là tôi sẽ làm cái phòng này nó thành cái chỗ nhà của tôi trước. Bây giờ mình lại phải nung cái spawn lên này. Lại mất thêm một cục than nữa. Từ từ đấy anh ạ.
Ở đây, than vào. Tôi sẽ làm cái phòng này nó thành cái base của tôi. Bây giờ là nó có một cái dụng cụ dùng để nung mà chúng ta sẽ không bị mất nguyên liệu ấy các bạn. Bởi vì là cái lò nung này là chúng ta bị mất đi cái than đúng không? Hoặc là bị mất đi gỗ phải cho vào để nó nung lên ấy. Cái gì đấy? Từ từ nào. Nhầm. Crafting table. Cam file. Nếu mình làm ra cam file này là mình sẽ không cần phải mất cái nguyên liệu anh em nhá. Cam file này sugar đã. Tôi đặt mấy câu sugar đã anh em ạ. Đặt vào đây đi. Đặt đây. À, đẹp. Quá đẹp. Gậy nè. Nó bảo mình cần gỗ đúng không? May quá là mình có cái lót gỗ luôn này. Thích quá nhở. Than nữa. Than là nãy là mình có cầm mà đúng không? Quá nè. À đây mình cho cả than vào đây rồi. Ok. Rồi. Đây này các bạn. Campfire này. Campfire. Ê. Tìm chỗ đặt đã anh em ạ. Phải tìm chỗ đặt đã. Đây đi. Đặt ở đây đi. Rồi. Thì tôi đi làm khô cái đó anh em ạ. Tôi làm khô cái này đã. Ẩm ướt quá nhờ. Rồi đấy. Cái sạch nước ở đây anh em đó. Đấy sức mạnh của cái spawn đây anh em đấy. Chúng ta đã hoàn thành được một phòng trong lâu đài rồi anh em ạ. Đây thì cái đống này này. Bây giờ tôi sẽ nung cái rêu lên anh em ạ. Chúng mình có nung được cái spawn này không được anh em ạ. Tôi không biết sao nhưng mà spawn thì mình không đặt được vào đây. Nhưng mà mình có thể đặt được những cái đồ ăn chưa chín nhá. Không phải đây nó hay lắm đây này. Đặt đây. Đấy. Thì mình sẽ đặt được cái rêu vào đấy. Đó. Anh em đợi một lúc thì cái rêu ấy thì nó sẽ nung ra cái rêu khô anh em ạ. Và nếu mà mình mà tạo được một block rêu khô ấy thì là mình nung được 20 vật phẩm trong lò nung luôn. Một block là được 20 vật phẩm luôn. Cực kỳ bá đạo luôn anh em ạ. Thì anh em có nhớ than không? Than là mình một cục than là mình nung được 6 block đúng không? Thì mình nung được 6 vật phẩm đúng không? Đấy, thế nhưng mà một block nó của cái rêu khô này là tận được 20 vật phẩm luôn. Không hiểu sao mà đợt này cái giọng tôi kiểu lại cổ họng tôi nó cứ bị khô kiểu gì anh ạ. Chắc là tôi phải nói bé đi cho nó đỡ bị đau họng. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ cứ nung cái này thôi. Từ đặt tốt cái này xong rồi tôi sẽ đi tôi làm tiếp này. Thì bây giờ ấy thì là tôi đang rất là muốn ở đây này. Đó. Chúng ta phải làm được chưa thì mình có thiếu một chỗ nữa cơ mà. Mình cần được 9 cái khô cơ. Mình cần được 9 cái rêu khô thì mình mới làm được một cái. Để tôi cất tạm đồ vào đây các bạn, từ từ. Tôi cất vội đồ ấy đã, sau đó tôi đi làm ấy đã. Anh biết là tôi đi làm gì không? Tôi cần mang cái cục này, tôi cần mang theo cái cục cobblestone này. Ocean Explorer map bây giờ chả cần nữa rồi. Này, tôi cho anh em xem này đó. Mình bảo nó khá rộng, mình đang ở cái vùng tuyết luôn. Ôi trông đẹp nhỉ, trông trắng đẹp nhỉ. Đó, anh em nhìn cái góc bên trên phải trông trắng đẹp phết nhỉ. Đó, cất đi. Cất spawn đi này. Than thủng này vứt đi. Giờ không cần đâu. Quan block vứt luôn. Không, cất đi thôi, chưa vứt. Bây giờ tôi sẽ đi tìm cái phòng mà nó chứa đầy cái spawn anh em ạ. Bây giờ mình đi phòng nào là mình sẽ đánh dấu vào nhá. Phòng này là mình đi vào này, mình sẽ để một cục ở đây. Để một cục ở đây. Ok. Phòng này cũng đi rồi này. Đấy, ở chung là phòng này là hết rồi này. Thì mình sẽ đặt một cục ở đây này. Thì mình đánh dấu này. Mình đánh dấu là mình đã đi rồi chứ bạn. Anh em có nhớ hồi trước là tôi bị chết cha rồi. Tôi không có nhiều cái thở nhờ. Theo như tôi nhớ là mình có thể dùng cửa. Thì mình thở đây. Để mình đặt cửa ở đây này. Ồ, được rồi. Đó. Thì là cái game này thì tất nhiên là game rồi mà. Game này nó không giống ngoài đời lắm.
Vậy nên là mình có thể đặt cửa, sau đó thì nó tạo ra một khoảng trống này. Đó, mình đứng vào đây mình thở được. Khá là hay. Ok, tôi đã đi vào đây này này. Để tôi đi lên trên này xem nào. Bên trên này thì đi không đứng xem nào. Xong có gì không nào? Có cái cục cái thôi à? Chỗ này thì cũng không có gì rồi. Chỗ này trước là mình đã giết con trùm ở đây rồi đấy anh em. Vậy nên là chỗ này là đánh dấu một cục ở đây là đã không có gì ở này. Đây mình thử đi qua bên này xem sao nào. Á chà, rộng nhờ. Nếu vậy thì chỉ đánh dấu ở đây thôi. Rồi. Còn đây mình chưa đi nữa này. À, ở đây trên nóc đấy, ở đây trên nóc nó của cái lâu đài đấy. Mình cũng đi vào này. Đánh dấu cục ở đây này. Trong này có gì không? Tối đấy. Trong này có một cái phòng nhỏ ở đây anh em ạ. Hơi tối tí anh em thông cảm nhá. Tôi đặt cái cửa đây tôi thở đó. Đó. Có đuốc không nhỉ? Bây giờ mà đặt đuốc cho anh em tốt nhỉ? Có đuốc ấy nhưng mà đặt vào nước thì nó không được ấy. Chung là trong này cũng không có gì anh em ạ. Vậy là vậy trong này là cũng không có gì này. Đóng cái cục vào đây để mình biết là mình đã đi hết trong này rồi này. Theo tôi nhớ là hai cột này nó cũng không có gì ở trong này này. Đóng cục vào đây này. Mình chỉ đánh dấu thôi anh em ạ. Chứ mà sau này là tất nhiên là mình sẽ phá cục cái đi nhá. Anh em cứ yên tâm nhá. Rồi. Bởi vì tôi hay quên đường lắm nên tôi phải đánh dấu. Để đi vào đây làm sao. Á chả rộng nhờ. Tôi đi vào đây trước làm sao. Không có gì rồi. Phòng ngoài là không có gì rồi. Như vậy thì mình sẽ đánh dấu một cục ở đây. Phòng có gì không? Cũng không có gì. Đây thì mình sẽ đánh dấu một cục ở đâu? Một cục ở đây. Núp núp núp. Đừng bắn em anh ơi. Cửa ra. Rồi 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 rồi. Rồi. Bởi vì là mình hết oxy đấy anh em nên là mình mất máu. Đây mình đi rồi đúng không? Chỗ này cũng không có gì này. Chỗ này có gì không? Chỗ có gì không? À đâu cái chỗ này thì mình đi ra ngoài này. Mình quanh qua bên này là không có gì rồi này. Thế bên dưới này có gì không? Bên dưới này to phết nhỉ? Đi ở bên này nào. Phòng thì mà to ấy kìa. Anh em có thấy cái phòng bên này không? Đây này. Tôi đi vào luôn. Rộng nhờ. Ôi ôi hoành tráng nhờ. Thế này mà này mình làm được cái tòa lâu đài này. Nó biến thành tòa lâu đài của mình thì tốt nhờ. Tôi sẽ làm được anh em ạ. Tôi sẽ làm khô hết tất cả các cái phòng cho cái tòa lâu đài này. Và nó sẽ thành của tôi. Thì có một cái điều đặc biệt ở đây anh em ạ. Đó là từ từ nó đông quá, nó bắn tôi cái này nó đông quá các bạn. Bây giờ cách nào mình xử các bạn nếu chứ mà đông quá. Rối cả mắt rồi đấy. Hết thuốc thở rồi thì nó cũng hơi khó khăn anh em nhỉ. Loạn cả mắt. Tôi bực quá anh em, tôi xử các bạn này luôn. Chết đi chúng mày. Thở đã thở đã. Rồi. ăn cái. Thì là cái phòng to đùng đấy là nó có một đống vàng ở giữa luôn đấy anh em. Nó thích lắm. Để chốc quá tôi đào cho anh em xem. Tôi nhận ra là hình như là khi mà chúng nó mở cái gai ra ở bên cạnh ấy thì mình đập chúng nó là mình sẽ bị mất máu anh em ạ. Đấy chứ còn bình thường mà cái lúc mà chúng nó co lại thì mình sẽ không bị mất máu. Đau nhờ. Bọn nó dậy này đông quá. Đây này này. Đây này. Tôi đào cho anh em xem này. Từ từ nào, đau quá. Thôi anh em ạ, tôi nghĩ là chúng ta không nên chơi với cái đám này đâu. Ăn đã. Đam của chúng nó không khỏe thế nhưng mà chúng có đông anh em ạ. Nó đúng là bởi vì là bọn tao đông mà. Để tôi đi xử từng con một trong này anh em ạ. Anh em đợi tôi 5 phút nhé, cho xử hết cái đám trong này.
Tôi xử xong rồi tôi sẽ quay lại với anh em ạ. À hu hu anh em ơi. À hu hu. Tôi đã chạy một đoạn gọi là đi đi rất là lâu rồi đấy. Nhưng mà không tìm thấy phòng chứa cái spawn và cũng không có xử được hết cái bọn kia, bởi vì là bọn kia nó đông quá anh em ạ. Đánh bọn nó mà anh em nhìn cà rốt vàng của tôi giảm bao nhiêu luôn này, chỉ còn có 10 quả này. Ít quá. Có vẻ khó khăn đấy mà, có vẻ khó khăn. Và tôi nhận ra một vấn đề đó là tôi mất cái quần này. Tôi đánh nhau xong đó tôi bị chúng nó lột quần rồi anh em ạ. Thốn quá. Grab ngay cái quần các anh em mà hở hang quá. Với cả tôi cũng không có muốn mất cái ủa ôi. Cái giày này của tôi cũng sắp hỏng rồi, bỏ ra. Tôi cũng không muốn mất áo đâu anh ạ. Vậy nên là bây giờ chúng ta phải đi tạm giày này này. Và áo thì chắc là phải grab một cái áo chắc là phải grab một cái áo gì ta? Áo bạc anh em nhỉ. Thế là mặc cái này thôi, nó mặc cái này thì hơi yếu nhỉ. chắc grab cái áo bạc này anh em ạ. Ok. Rồi, rồi. Tội quá, trông tội chứ kìa. Ok anh em ạ, thì bây giờ tôi đã thay đổi kế hoạch anh em ạ. Tôi sẽ không còn gọi là trẻ trâu nữa, tôi sẽ không đi tìm phòng spawn nữa anh ạ. Mà chúng ta sẽ cứ nung spawn và sau đó thì ấy. À. Chúng ta không nung spawn được ở trong này à? Tôi không biết sao nhưng mà chúng ta không nung được spawn ở trong cái đấy anh em ạ. Nếu vậy thì chắc là tôi nên dùng gỗ. Để tôi dùng cái fence để tôi nung anh em ạ, cho đỡ tốn cái ấy. Ok. Đây à, cho bây giờ chúng ta phải chấp nhận thôi anh em ạ. Chứ mà đó, mình xây cửa. Xong rồi mình có tí gỗ không nhỉ? Mình có tí gỗ không? Đây rồi, có gỗ này nhặt vào, ok. À, thì mình lắp cái này lại. À, chúng ta sẽ đang dần dần biến từng bước để biến cái lâu đài này thành của chúng ta. Ok. Spawn này và spawn này đó. Bây giờ chúng ta cũng phải nhốt nhét cái bên trên này vào này. Không còn nước có chảy xuống này. À, đây đi. À. Xong làm cái cửa đó, tôi làm cái cửa đó anh ạ. Đo. À, thì mình biết làm cái đo mà mình cần đi mình hả? Ok. Nếu mà muốn làm khô thì nên làm khô từ bên trên xuống anh em ạ. Đặt cái cửa vào đây này, xong mình sẽ làm khô cái phòng này này. Một cục vào đây này. Đó. Xong một cục vào đây này. À, một cục ở đâu ra, một cục ở đâu ra. Đây đi. Một cục ở đây nữa này. Rồi. Chúng ta làm khô tầng trên rồi, bây giờ chúng ta xuống làm khô tầng dưới anh em ạ. Đây tôi cắm đuốc lên cho anh em nhìn rõ được cái này nhá. Ái chà, trông đẹp không? Ôi, đẹp không? Xịn không? Đấy, cái này bể bơi của chúng ta. Và nung tiếp thôi. Lại dùng cái này vậy. Đúng rồi, thì trong lúc mà tôi nung như vậy thì tôi cũng tiện để tôi nung cái keo rồi luôn. Rêu. Chúng nữa mình xong cái rêu thì mình sẽ không cần phải dùng gỗ nữa anh em ạ. Tiện. Đấy, được một cục này. Cục đó đi. Ok. Xong bỏ gỗ mà cho đỡ phí à. Có đủ không? Đủ anh em ạ, đủ. Đủ rồi, ok. Dry cái chỗ này này. Đấy. Ôi tôi ấn tôi đặt một cục kia khô hết luôn đấy hả. Hút, nó hút ẩm khỏe nhờ. Hút khỏe hơn cả khá khỏe. Ok. À, thế là mình đã xong rồi đấy. Nhặt cái này xong lại tiếp tục nung nó thôi. Rồi. Chúng ta đã xong thêm một vài phòng nữa rồi. Ok. Bây giờ tôi sẽ xây cái đường đi lên anh em ạ. Đường đi lên là đường nào ta? Đây đi. Cho đỡ tốn gỗ nhỉ. Than đâu? À thang chứ, thang đâu?
Làm thang. Ladder, tôi còn nhớ cái công thức. Đây rồi. Ba cái được rồi. Đó. Trèo lên này. Thầm nhảy lên đó. Rồi. Đuốc ở đây vậy. Sáng không anh em? Sáng chưa? Thích chưa? Phòng này của mình khá rộng. Đấy. Xong chưa? Rồi, xong rồi. Tiếp tục này. Đấy, cứ làm như vậy để chốc nó để mình có cái block. Mình còn bao nhiêu cục ra? Mình còn hai cục spawn khô này để tôi không tìm thấy cái chỗ để spawn khô anh em ạ, khổ lắm. Tôi không biết là không biết là nó có cái chỗ đấy không. Thế vì là đôi khi là nó sẽ có một vài cái lâu đài nó không có cái phòng để spawn khô anh em ạ. Tôi đi tìm nãy giờ luôn rồi ấy. Tôi bắn cho gọi là bắn cho hỏng cả quần, bị lột cả quần rồi đấy mà không tìm thấy đâu anh em ạ. Đây, xong phòng này thì mình sẽ đi qua phòng này nhá. Chúng ta sẽ làm khô cái phòng này. Thế nhưng mà cái phòng này trông to thế. Gỗ sắp hết rồi. Về để tôi cầm thêm tí gỗ lên đã. Tí gỗ. À, ok. Làm tí gỗ này. À. Làm thêm tí cửa anh em ạ. Chốc biết được thiếu biết được mình thiếu cửa. Bởi vì cửa cũng quan trọng mà đúng không? Mình cần cửa để mình thở được ấy. 8 cái cửa luôn. Ok. Ok game. Tránh. Ủa. Đồng thế. Bây giờ muốn ấy thì đầu tiên là mình xây chặn cái này lại này. Tránh các bạn này. Kệ bọn nó đi anh ạ. Chúng mình cứ làm việc của mình thôi. Đau quá nhở. Chết chào rồi. Đau quá. Ủa ôi. Phải cầm totem đây anh em ạ. Sợ quá. Thốn quá. Giáp của tôi là có 8 cái giáp luôn đấy. Anh em nhìn này. Đây này. Anh em nhìn cái chỉ số bên dưới này. 8 cái luôn. Đồ ăn khan hiếm quá. Rồi anh em ạ, chúng ta đã sẵn sàng quay trở lại rồi. Bỗng dậy. Cút. Từ từ á. Tôi đào một cục ở đây đã. Rồi thì mình xây sai chỗ mà. Còn cái có mới dậy này. Mà đánh ai. Cút. Xây cửa vào anh em ạ. Ok. Vào rồi. Bắn gì? Check á. Xây cửa. Rồi. Cố gắng nào. Cửa. Rồi. Tôi xử con này là được. Con này. Bơi à? Chỗ nào? Chỗ này. Chỗ này. Chết ngay. Láo. Ơ. Nào mà nói hơi lag anh em nhỉ? Chắc là cái đoạn đấy xử lý cái gì đó nó hơi nặng nặng. Đây, tôi đã drive cái chỗ này đây. Đập một cục vào đây này. Rồi. Ê, sao mà nó drive kiểu gì mà nó yếu đấy. Đặt cục nữa vào đây này. Yếu nhở. Nó vẫn có hơi thiếu để tôi phải đi nung thêm để từ phải nhặt cái này đi chứ. À. Từ từ từng bước, sau đó thì tòa lâu đài này nó sẽ là của chúng ta các bạn. Tránh các bạn đi. Rồi. Tôi muốn đưa xương dưới này quá. Mình xong rồi thì mình sẽ không cần cửa rồi đúng không? Mình xong rồi thì giờ mình có thể đào đấy cửa đi rồi đấy đúng không? Thì vừa nãy là mình đặt chỉ để mình drive thôi. Chứ mà giờ mình xong rồi thì mình cần đi đặt cửa đúng không? Mình chặn lại để cho nước không vào đấy. Đấy. Cái chỗ này thì cần nó cửa thôi chứ còn chỗ này chả cần. Nhặt cái ấy nào. Ủa. Đây nè, tôi cho anh em xem này. Anh em có thể tạo ra được cái block. Đấy, the right.
Cái không? Cái này là em nung một phát là được 8 cái luôn nhá. Cực kỳ là bá đạo luôn đây này. Đấy, thì cái này là nguyên liệu của từ thiên nhiên. Cực kỳ từ thiên nhiên luôn hả? Anh em nung cái này là anh em đâu cần mất gì đâu đúng không? Anh em làm cái rêu khô này bằng cái này, chả mất tí nguyên liệu luôn đúng không? Mà sau đó thì anh em dùng cái này để anh em nung cái spawn đúng không? Quá là tiện đúng không? Chả mất tí nguyên liệu luôn, tức là mình cứ thế mình được spawn khô mà trong cái đó mình chả mất nguyên liệu, mình chả mất gỗ, mình chả mất than đúng không? Anh em thấy thông minh không? Anh tôi thông minh không? À, tận dụng ngay. Tránh mấy bạn này. Khi nào mà tôi xong mấy cái phòng nhỏ nhỏ, tôi sẽ làm cái phòng to ở chỗ này này. Đặt vào đâu ta? Rồi. Chỗ này chỉ có một cái à? Chỉ có một cái thì tôi dùng xô nước tôi múc nó đi anh ạ. Rồi. Cho nó đỡ phí cái spawn vậy. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xuống không có thang à? Tôi phải đi tôi grab cái thang cái. Tôi nghĩ là mình nên cầm cái grab table đi anh em ạ. À. Ok. Tôi sẽ grab cái thang này, trông nữa là mình còn trèo lên chứ đúng không? Rồi. À, đâu rồi? Đừng có bắn. Rồi. Tía gậy. Ok. Ok. Ba cái đủ rồi. Bây giờ mình đã xuống rồi, mình làm khô cái bên dưới này được. Cái phòng ôi sao, vì sao cái phòng bên dưới to đấy? Có vẻ là mình cần phải chia cái phòng bên dưới ra anh em ạ. Chia nó ra, bây giờ chúng ta cùng nhóm xem là chia thế nào nào. Đầu tiên là chia ở đây đi, chặn một cục ở đây đó thì mình cứ chia ở đây đã. Ok, còn phòng to này, ô cái phòng này theo thì nó dẫn ra cái phòng vàng kìa, để tôi chặn nó vào đây. Ok, con nào ấy nhỉ, láo thật, cứ bắn tôi hai con à. Kệ đi, từ từ đã, chặn một cái ở đây đã, đây này. Ok rồi. Đấy, mình chặn được rồi đấy anh em. Mày. Mày chạy đâu. Nó còn chơi đuổi, nó còn chơi đuổi bắt với tôi chứ. Này thì à, đâu rồi? Trốn đâu rồi anh em này? Đây à? Nó bơi khá nhanh anh em ạ. Chết rồi, ok. Đấy, trốn vào đây. Đấy. Chơi cái này nói chung là nếu mà anh em mà muốn biến một cái lâu đài dưới nước thành cái nhà của mình ấy là anh em phải cực kỳ cẩn thận nhé, bởi vì là không là anh em chết đuối đấy, khá là khó khăn. Đây cái này, chỗ này là khả năng là bọn quái nó vào được này, chặn một cái đường nữa ở đây này, đừng có bắn nào. Rồi ok, à tôi đã hoàn thành chặn được rồi đấy, bây giờ tôi sẽ bắt đầu làm khô. Làm khô à, đầu tiên là mình sẽ làm ở đây này, cục ở đây này. Ok, úi rồi. Khỏe lắm. Một cục nữa ở đây này. Đấy. Xong đào đi rồi lại mang lên rồi lại nung cho nó ấy này. Đâu à, đây, đấy, có ba cục bị ướt rồi đấy. Bây giờ xây đường lên nào. Ok. Đây. Oh, rồi. Rồi. À, mình đi à, đây đường mình đi đường này, chọn đây. Ê, về rồi lại nung thôi, nhỉ. Cái lò à đấy, cái lò nung mà hết rồi này. À, bảy à, đây, mình lại nhặt cái này đi. À, xong lại tiếp tục nung cái này. Đây là nguyên liệu bất tận anh em nhé. Đây anh em mà muốn mình để cái ấy trên kia rồi, để tôi grab hai cái grab table luôn, một cái mình cầm đi còn một cái thì mình để ở nhà. Hả? Đây là nguyên liệu mà anh em có thể lấy từ đại dương cực kỳ tốt luôn đấy, cứ đặt vào đây này á.
đỡ phải tốn than và gỗ đúng không? À, nói chung là giờ thì tôi cứ làm như thế thôi anh em. Thì tập này tôi sẽ cố gắng để tôi làm khô hết tất cả cả cái lâu đài luôn. À, sau đó thì chúng ta sẽ cùng biến cái tòa lâu đài thành nhà của mình. À, rồi, có ba cục khô rồi. Đi lên làm ấy tiếp rồi. Ơi, ấn nhầm rồi. Ấn nhầm một cục vào đấy nó hút nước rồi. Nó bị ướt rồi anh em ơi. À, anh em có biết là tôi muốn làm khô cái tòa lâu đài này, sau đó là tôi sẽ làm gì với nó không? Có rất là nhiều thứ để mình có thể làm được với một cái tòa lâu đài dưới đáy biển mà bị khô anh em ạ. Nhiều lắm. Từ từ tôi xong tôi sẽ cho anh em xem. Dự án mà trước này tôi nghĩ là không có một thằng nào mà đủ đô để mà suy nghĩ ra ra được cái dự án này. Nào, một cục cuối cùng cố gắng để làm khô được chỗ này nào. Cái nước có đẩy hơi mạnh nên là tôi đi nó hơi bị yếu, em thông cảm nhé. Đây này, mình đặt ở đây này. À, khô hết luôn. À, khô hết luôn, chuẩn quá, tuyệt quá. Ok. Đấy, chúng ta lại tiếp tục thành công làm khô thêm một phòng nữa rồi đấy. Lại về lại nung thôi. Cục này đặt tí đuốc nhỉ, hơi tối đúng không em? Ok. Con này cút. Tôi mới đánh cả mông nó anh em ạ, mông bảy phết. À, cho vào nung luôn rồi. Ok. Ok, đó. Đấy, làm vậy thôi. Tôi rất là muốn làm được cái phòng để tôi lấy cái vàng nha, tôi muốn lấy vàng lắm. Để tôi cố gắng tôi tìm cách làm gì để tôi lấy được cục vàng ở đống đấy anh em ạ. Chỗ tôi cho anh em xem. Vàng đẹp lắm. Theo tôi nhớ là theo tôi được biết là như là có 8 khối vàng ở đấy sao anh em ạ? 8 khối nhá. Ơi. Nhầm nhầm. Đấy. Ok, lại có spawn rồi. Đi rồi. Ê, 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 nhầm. Thế này. Đi lên nào. Rồi. Vào nào. Ok. Mình là phòng nào ấy nhỉ? Vừa nãy mình là phòng nào ấy nhỉ? À, phòng này. Đây này anh em ạ, tôi rất là muốn qua được bên này để lấy được cái spawn này. Tôi đào một lỗ cho anh em xem. Đấy cái gì kìa. Đây là, thì anh em thấy cái khối đây không? Bây giờ bằng cách nào đó mình qua được đây mà mình mà lấy được cái tốt lắm này. Ok, thì tôi nghĩ là tập hôm nay là con này quá nó chui được vào à? À. Ấy nhá. Chết chết này nó gọi là chết gì nhỉ? Chết tắc thở nhá con. Con này nó không thở rồi, nó sắp chết rồi anh ạ. Để tôi chiêm ngưỡng cảnh mà nó chết làm sao. Vì sao mà nó không mất máu nhỉ? Vui không con? Vui không con? Vui không? À, úi dồi ôi, đau, úi dồi ôi, cháy kìa. Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy cái con này bị cháy nhá. Đây là lần đầu tiên luôn này, bởi vì trước này là nó giết nó là toàn giết ở dưới nước mà. Đau không cưng? Ê, mày thấy cuộc đời có ý nghĩa không mày? À, úi dồi ôi. Chết mà không bên cạnh không có đồng bọn. Đau. Cuộc đời nó ý nghĩa lắm anh em ạ. Ok anh em thì cái phòng này à? Phòng này tôi có nên drive đúng không? Ủa ôi, nói chung là còn rất là nhiều phòng anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi cần phải tự làm rồi, chứ mà tôi mà làm trên video cái này mà lâu quá chắc anh em chán rồi, anh em bỏ đăng ký kênh tôi mất. Ok anh em nhá. Thì tập hôm nay là tới đây thôi anh em nhá. Bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục để tôi tự tự làm khô hết hết tất cả cái tòa lâu đài này anh em ạ. Khá là lâu đấy nhưng mà ok.
Hẹn gặp lại anh em buổi sau nhá. Buổi sau thì chắc chắn là tôi đã làm khô hết cả cái tòa lâu đài rồi. Và lúc đấy thì chúng ta... Lúc đấy thì tôi sẽ bật mí cho anh em là chúng ta sẽ làm gì với một cái tòa lâu đài mà đã được hong khô anh em nhá. Ok, chào anh em nhá. Cảm ơn anh em vì đã xem máy tận đây nhá.